Xin chào cả nhà. Thì hôm nay em cũng sẽ làm một cái video, em cũng chia sẻ cho cả nhà mình là cái cách mình chọn gà mái đẻ cho nó đẻ trứng tốt. Có nghĩa là mình nhìn cái con gà mái đẻ như thế nào mà để mình biết được nó là cái con gà đẻ trứng đều, trứng to, giúp mình phát triển cái kinh tế. Thì đây là cái kinh nghiệm của mình cả nhà, kinh nghiệm của mình học hỏi được từ những người đi trước, cộng với trong quá trình chăn nuôi gà đẻ đấy cả nhà. Mình có một chút ít thì hôm nay em cũng sẽ chia sẻ để cho cả nhà mình, ai mà muốn kiếm vài con gà mái đẻ để lấy trứng hoặc lấy con đấy, mình nuôi đấy cho nó có năng suất. Thì đầu tiên cả nhà, như cả nhà đang thấy đây là cái con gà mái đẻ của em đấy, nhìn ngoại hình nó rất là mập đúng không cả nhà, nhưng mà thật sự nó mập đây không phải là vì mập mỡ cả nhà, mà là cái khung xương nó lớn. Thì cái đầu tiên mình lựa chọn đó là con gà phải khung xương lớn. Con gà mái mà đó đẻ tốt chính là khung xương lớn, chia sẻ như vậy. Cái thứ hai, lông rất là mướt cả nhà xem. Lông gà mà mướt là thể hiện là cái thể trạng con gà đó khỏe, con gà đó tốt. Khi mà con gà đó thể trạng nó khỏe, nó tốt cả nhà, thì cái hormone trong cơ thể nó, cái độ tăng trưởng trong cơ thể nó mới đủ tốt được để nó sản sinh ra những quả trứng cho mình được cả nhà, những quả trứng chất lượng được. Cái thứ hai là cả nhà thấy con gà này cái chân nó rất là thấp. Những cái con gà đẻ đấy cả nhà, muốn đẻ được nhiều trứng là chân phải ngắn, đùi phải to, đó là thực tế nhất. Chân ngắn đùi to, phía sau là nở ra. Như cả nhà thằng thấy con gà em phía sau không, nhìn nó rất là nở, vì phía sau này chính là cái nơi mà để trứng nó phát triển cả nhà, nó hình thành và nó gần như là trứng nó ở đấy, nở ra to ra là cái đặc điểm để cho nó được, chứa được nhiều trứng, chia sẻ với cả nhà như vậy. Và một cái nữa cả nhà thấy, mặc dù là gò mái nhưng cái màu nó rất là đỏ tươi, màu cái màu gà đấy, màu đỏ tươi và mát, rất là sáng và lanh. Thì đây chính là dấu hiệu của con gà tốt, con gà khỏe, chia sẻ với cả nhà là như vậy. Thì để hài hòa được những cái giống gà như thế này, chọn được những con gà mái đẻ này, ngoài việc cái giống, cái giống siêu đẻ hay là cái giống gà là đẻ trứng có sản lượng chấp nhận được, thì cái ngũ hình nó cũng rất là quan trọng. Thì đây là cái chia sẻ của em như vậy, cái kinh nghiệm nghe cả nhà, đây là cái kinh nghiệm. Ngoài ra những cô chú anh chị ấy, người ta còn hay nhìn cái hậu môn của con gà nữa để xác định hậu môn hồng hào là chứng tỏ con gà không có bệnh, thậm chí hậu môn cho to là đẻ trứng tốt. Nói chung là cái đấy là về cái kỹ năng rồi cả nhà, cái kỹ năng để xác định gà mái đẻ. Nói chung cái kỹ năng này ấy, là nó không thể dựa vào cái sự lý thuyết được, mà mình trong quá trình mình chăn nuôi mình nhìn cả nhà, mình nhìn nhận là mình sẽ biết được con gà nào đẻ tốt, con gà nào đẻ không tốt, trứng đều hay là không. Từ đó nó sẽ bộc lộ ra vải bề ngoài cả nhà, vải bề ngoài lông mướt, chân ngắn, đùi to, và đặc biệt khung xương phải lớn. Chia sẻ với cả nhà như vậy, khung xương lớn kết hợp với cái bụng của con gà nó xệ xuống như vậy cả nhà, thì đây chính là những cái điểm lý tưởng cho việc chọn cái một cái con gà đẻ để cho nó có năng suất cả nhà. Thì đây là cái kinh nghiệm của mình như vậy. Cái kinh nghiệm này lúc đầu mình cũng chưa biết đâu, nhưng mà mình tìm hiểu qua những ông bà cô chú người ta truyền lại. Thì trong quá trình mình nuôi thấy cả nhà, mình chăn nuôi thì mình để ý, mình thấy nó rất là hợp lý, cũng rất là đơn giản, chỉ cần mình nhìn thôi, nhìn con gà là mình biết nó như thế nào liền. Thì đây là cái chia sẻ của em như vậy, cái chia sẻ rất là đơn giản cả nhà, nhưng mà mình dựa vào đấy có thể mình chọn được những cái con gà cho nó có năng suất tốt. Cái giá trị dinh dưỡng mình chăm sóc là một này, cái giống gà là hai này, cái cách mình chăm sóc là ba này. Đây là ba cái yếu tố giúp mình nuôi gà để đạt cái năng suất tốt. Ngoài ra mình còn phải lựa giống nữa cả nhà. Ở đây không phải là lựa con giống mà là lựa cái con gà đấy, cái con gà đấy. Trong một bầy gà như vậy mình phải lựa ra vài con tốt nhất, để nếu mình nuôi lấy trứng thì cho lượng trứng tốt, mình nuôi lấy con ấy, thì nó sẽ có cái lượng con nhiều và đều, cho mình đạt được cái kết quả kinh tế cả nhà. Mình phải lựa chọn cho nó hợp lý. Cũng như trong quá trình mình chăn nuôi từ gà nhỏ lên gà lớn đấy, những con gà nó hay ốm yếu ấy, hay bị bệnh, thậm chí là nó bị co cọc ấy, thì mình nên thải loại nó ra cả nhà, để cho nó không có đẻ, giúp cho mình phát triển kinh tế. Bởi vì ăn nhiều mà ít đẻ
thì mình sẽ là người bị thiệt hại nhất. À, chia sẻ với cả nhà là như vậy. Thì đây là cái kinh nghiệm chia sẻ của mình là như thế cả nhà, rất là đơn giản, nhưng nhiều anh chị lần đầu tiên chăn nuôi sẽ khó được xác định được cách để mình chọn một vài con gà mái để giống, để kiếm trứng ăn hoặc là để nuôi con. Thì chia sẻ như vậy, thì em cũng chia sẻ thực tế đến cả nhà mình như thế. Thì em cũng xin kết thúc cái video cả nhà.